Khó. Khó. Nói khó mà không nghe. Đây rồi. Chồng thế nào được. Ví dụ như bạn mất ở đây thì tôi chuyển lên đây. Được chưa? Rồi xong bạn làm gì nữa? Xong mưu tạc. Cái Katuna. Không có gì, không có gì, bạn này bình thường, bạn này bạn thắng là bình thường anh em. Bạn thắng là bình thường. Nhưng mà có áo không biết hôm nay làm đồ hình gì rồi. MU mới hết. Này cầm đồ hình của MU cho anh em xem nè. Đấy, hôm nay gọi là review cho anh em đồ hình MU nè. Đấy, như này được chưa? Như này tuyệt vời chưa? Ấy thì hôm nay cũng qua một quá trình là lướt Facebook dạo của tôi. Thì tôi có biết được anh chủ mặt là anh David Brook. Đấy. Thì thấy anh ấy có cái là MU quá đẹp nên là tôi xin mạn phép là tôi mượn tôi review cho anh em xem. Đấy thì nhìn sơ qua bộ chỉ số khi mà trong đội hình này đi thì không định thay con Kitaria này vô đã. Đó, nhìn sơ qua đội chỉ số trong đội hình đi, tất cả 11 cầu thủ đều từ chỉ số 130 trở lên hết. Đấy, cái khá là đẹp. Full vàng, cộng 8 cộng 9 các kiểu, có cả well hot này. Sabitzer này. Nhìn qua thì anh em cũng thấy một cái đội hình khá là quen thuộc với những cặp trung vệ Rio Vidic. Vidic mùa FA cộng 8. Trời ơi, cặp CB mà tốc độ 128-129 của Rio và Vidic FA tốc độ 124-123. Với tốc độ như một con hàng tiền đạo, đố con nào qua được. Thì anh em có thể nhìn sơ qua ở đây chúng ta có như ta 3, 6, 9, 12 chỉ số. 12 chỉ số thì ở đây là có hết 8 chỉ số là trên 130. Và trong đó Vidic mùa FA cộng 8 có hẳn một chỉ số quyết đoán 141. Ui tuyệt vời. Không còn gì có thể tuyệt vời hơn với cặp trung vệ này được nữa. Tiền đạo chủ lực thì không ai khác ngoài anh 7 của tôi. Anh 7 mùa cáp cộng 8. Đấy, tốc độ 131, tăng tốc 134. Sức mạnh 120 đủ đánh nhau rồi, giữ bóng 129. Dứt điểm 135 thì đánh đầu các thứ thì đấm chết con người ta, bảy ơi. Tuyến giữa chúng ta thì đang ở đây thì theo đội hình này đang có Roy Keane và Baton Schweighöfer cũng với mức chỉ số tổng quát là 130. Nhìn với Schweighöfer thì có thể có khả năng chuyền bóng xuất xa các thứ. Thì bên cạnh đó Roy Keane là một người kỳ cầu thủ cục xúc, có thể đấm bất kỳ cầu thủ nào của đội bạn để cho cầu thủ đội bạn không đến gần khung thành của mình. Ấy thì hôm nay em xin mạn phép em dẫn cho anh cái sơ đồ của ngày 2 hôm qua em sử dụng. Thì em sẽ chọn thử Ronaldo Rooney nè. Đấy. Nani cánh này Kitarian sẽ cho Kitarian sẽ cho dự bị đi. Bắt Hy-sung cho đá cánh đi. Đấy thì xương xương nó là chiến thuật ơi, giờ qua chiến thuật đội. Chiến thuật đội thì mình vẫn chỉnh như đội hình cũ của mình thôi thì nó sẽ là 7 5. Đấy, phòng thủ thì mình sẽ chọn nó là ở mức cân bằng. Tấn công thì vẫn để cân bằng luôn. Độ rộng thì mình để nó ở mức 6 đi, lên tí. Mình hàng thủ thì vẫn để R2. Xu hướng sắp tới khi anh em thi đấu á thì sẽ sử dụng các con hậu vệ cánh mà lương cao một tí để có thể dâng lên chám vô vị trí của hai con này nè. Ví dụ như hai con LAM, RAM mà nó lên xâm nhập vòng cấm á thì hai con này sẽ lên chám vô vị trí đó. Thì khi mà anh em đá anh em phải thủ cho nó kỹ một tí, chứ không mà khi mất banh ở tầm khoảng giữa sân á là ở dưới nhà mình chỉ còn có mỗi con vô với Vidic ở dưới thôi. Mình không chỉnh nhiều, đơn giản xương xương chỉnh thế này thôi. Đó, chỉnh hai tiền đạo cánh, có hai con tiền đạo cắm, rồi hai con cánh cho lui về, rồi hai con hậu vệ cánh thì cho dâng lên. Đấy, phối hợp trồng cánh là xong. Đấy, đơn giản vậy thôi. Lối với anh em nãy giờ nó cũng hơi nhiều, hơi mỏi mồm. Đấy. Nên là vô thực hành luôn để thôi anh em bảo mà nói được cái mồm vô đá ai biết sao. Nghe ạc này đang thế giới ba mấy ông thế giới hồi nãy né ra nha, nói trước nha, hồi đã gành mấy thế giới nãy né ra không thôi là không biết điều gì xảy ra đâu đấy. Hello các anh em đang ngồi xem nhé, anh em nào mà chưa like vô xin một like nha anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Cái này thì em đá camera F7 à nè, đá F8 được. Đá F8 thì nó sẽ bị khó thủ mấy cái pha mà di gôn các thứ. Rồi cứ bắt rồi. Hết đường chuyền. Pha đó chỉ còn đúng một đường chuyền không anh em. Mình bắt cái đó là được. Về giữa nè. Giờ chuyền lên đây một cái. Đó. Anh em cứ chuyền con nào không bị bắt đúng không? Bắt hết rồi quay về. Chuyền cả biên. Quy đề lên, quy đốc lên cái bắt đi sùng. Rồi Gondo đứng trong.
Gondo đang xuống không độ nha. Chúng thôi Gondo đá bình thường là vô lập cho anh rồi. Anh em chạy, chạy thấy lại không lại đúng không? Đứng như đây sẵn rồi. Người ta sẽ truyền vô mà đúng không? Đấy. Anh em đá đọc cái bài trước, anh em đừng có vội vô mấy cái đó làm gì. Cho người ta làm, người ta làm. Tại vì đường nào mà muốn ghi bàn cũng phải đi vô giữa mà. Xoay hay gơ nè. Rooney chạy, chưa có đường truyền. Bắt chi sung. Lỗ, lỗ, đó. Ui, Rooney ơi. Roy Keane. Rồi, quỳ đúc. Lộng, tính đèn. Tính đèn nè. Bóng nó chân anh bảy, mặc dù phong độ cắm đầu nhưng vẫn lo được. Tiền đá rồi, đá cho banh nó còn tiền đá. Cho banh nó đưa bên này đá cũng vô, nó thề. Cho banh nó đưa tôi sút cũng vô nữa. Dễ chưa? Lắc mấy cái qua người dễ chưa? Rồi, sao nữa? Nope. Anh bảy ơi. Mới khen anh bảy đá gì rồi sao nói chuyện với anh em yêu được anh bảy. Này à, hai con tiền đạo vô đây, hai ông già vô tí. Xem hai ông già làm ăn như nào. Khi mà Ronaldo và Rooney thì không thể hiện được quá nhiều thì bây giờ đến là Cantona và Van Nistelrooy. Cantona. Ôi. Ui, đá ghét cái chân lên người ta luôn. Ui, đá ghét cái chân lên người ta. Đá banh gì kỳ vậy? Cantona. Sút cái chân phải không sút lại đi sút chân trái. Nhậu mà còn không ngủ mà còn bảo quên xem nữa. No. Đây rồi, sao đấy nhờ? Ấy, ví dụ như bạn mắc ở đây thì tôi chuyển lên đây, được chưa? Rồi xong bạn làm gì nữa? Xong tôi tạt cái Cantona. Không có gì, bạn này bình thường, bạn thắng nó bình thường anh em. Bạn thắng nó bình thường, nó vô cái form rồi. Ai, mà lấy cho rồi. Sao bắt bài được? Sao bắt bài được? Đi ra chỗ khác. Ok chưa? Quay với tôi coi đóng người kìa anh em. Quay đóng. Đóng người ta kìa. Trời ơi, đặt cái tên là BG Akai. Đá như này người ta không cay mới lạ đó. Anh nhìn cũng với tôi coi nè. Ui. Khỏe điên. Roy Keane nè, khả năng Roy Keane trận này cho cậu trẻ Van der Beek đi. Thử quay hot không anh em? Thử quay hot game nhá. Đấy. Đấy, Ander Herrera nè, cộng 9 nè. Ashley Young cộng 9 nè, cho Ashley Young đá game đi anh em nhá. Quay hot. Đánh gót, đánh cái quả gót. Người ta đứng thẳng ngay sau lưng ông vẫn đánh gót hụt được. Tôi cũng chịu. Nani. Tính đèn. Trời ơi, FD con ông già không. Ai mà FD tầm này táo bóng mà ai FD em. Thiệt, táo anh ai mà FD. Đây giờ xưa rồi. Anh mới xịt KC10, xem chơi 10. Trời không có hàng này. Anh phải đưa em đập. Hay biết đâu lên này em lại có một cái video luôn. Anh đập nó quay clip đâu. Nhiều khi anh đập nó không quay clip. Với lại anh đập mình thì cũng buồn. Không ai cô Vũ. Ấy, em đọc ở đây được một đống anh em cô Vũ luôn. Mà cô Vũ xịt. Tập thể chưa bắn nút nữa, tao kêu xịt đi rồi. Có khác gì tiền đạo đâu. Rồi ai bắt cái này được. Ép đi dông. Tạt nè. Ronaldo. Gì Như nào nữa. Đây. Được chưa? Quay hot. Ronaldo! Chút mạnh thế, chút đi lên trời thế. Lúc ép trên tay cầm là lúc nào à? Thường thường mà anh em mà đá trên bàn phím á, người ta hay gọi là FD, còn trên tay cầm nó là WSD anh em ạ. Là thay vì bình thường anh em bấm WSD đúng không? Anh em bấm nút W trước, giữ W bấm WSD. Nhớ giữ cái lực nha. Giữ cái lực đầu cho nó căng lên xíu là WSD nó sẽ ra mạnh. Ví dụ như tình huống này chẳng hạn. Đó, anh em thấy anh đi căng không? Em giữ cái lực đầu nó mạnh hơn. Khó. Nói khó mà không nghe. Đi rồi. Chẳng thấy nào được. Khi Tagian nè.
bóc 3. Cho bóc 3 đá LAM luôn đi nha. Đấy. Anh đá nãy giờ hai trận mà đội bạn chưa sút được quả nào. Thì nói chung là cũng khó thôi mà. Nó cũng tới được khung thành rồi. Nói chung là cũng tới được khung thành nhưng mà chưa qua được quy đích thì lấy gì mà sút. Anh em không nghe Balotelli nói hả? Để mà đụng được thà đâm đầu vô xe lửa còn hơn là đụng đối đầu quy đích mà. Rồi. Việc vậy. Nói việc gì mà không nghe. Đâu bạn sút được anh em. Bên Nitigoi Ai Cập cộng 3. Con Nitigoi nè, bên Button nè là những con hàng khá là khó xài anh em ạ. Đấy, nếu mà anh em mà không có, thứ nhất là không phải là sử dụng trải nghiệm, thứ hai nữa là tay chưa có to lắm á, thì anh em nên sử dụng những con hàng quốc dân một tí thì nó sẽ dễ đá hơn. Tại sao gọi là quốc dân? Tại vì ai cũng đá được. Đấy, giống như là anh em lướt TikTok người ta hay kêu là vợ quốc dân. Tại vì tại sao? Tại vì nào cũng nhận làm vợ hết, ta gọi là vợ quốc dân. Việt Nam mà được có cái cứ lên top top thấy em nào đẹp, em nào xinh xinh thiếu là vợ tôi. Cứ vợ thôi. Trong khi người ta chở giúp mấy ông lại. Nè chạy nè, anh em nhìn vi đích nè. Chấp xe bên coi, chấp xe 3 trước một đoạn. Đây chạy trước nè. Được chưa? Chấp trước một đoạn. Cầm con vi đích với con Gio này về thủ có khác nào cầm con MBB bị thủ không? Cầm con MBB mà tốc độ của MBB bị thủ á. Đó, sao qua được. Thấy mặt thủ môn được hơn lắm rồi đó. Anh dùng tay cầm vậy á. Thì anh dùng tay BS5 anh mua 2.150.000 ở Sony Center anh em ạ. Trời đất ơi.